Rồi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Crypto ở Rap. Kênh chưa lên những dạng Crypto MMO. Và nếu bạn đang chưa đăng ký kênh thì bấm nút chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất mà mình chia sẻ kênh này. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người về dự án ở Rap hôm ấy Để tham gia về dự án này mọi người click vào link mình ở phía dưới phần mô tả video ạ. Sau đó mọi người rồi tham gia dự án này mọi người sẽ được ăn chia 15.000 token AES ạ. Rồi, để hoàn thành nhiệm vụ, mọi người bắt đầu follow Twitter hay follow Hermes Twitter cho mình ạ. Sau đó mọi người like và retweet bài bóng của Hà Tết Bèo Miền cho mình ạ. Mọi follow mọi người. Rồi, sau đó mọi người kéo xuống để mình like và retweet gắn thị Bèo Miền cho mình ạ. Rồi bên trang Twitter mình cũng lên như vậy ạ. Bên trang Twitter của Hermes mình lại cũng lên như vậy. Cũng khó lâu ạ. Về người ta về đủ biết này ạ. Rồi mọi người la về đi. Rồi sau đó mọi người quay trở lại form ạ. Rồi sau đó mọi người join group của AES về group channel của thêm mẹ ạ. Rồi sau đó mọi người kết get verify ạ. Rồi mọi người giải bằng cấp che sẽ nhận ạ. Rồi sau đó mọi người quay trở lại. Rồi rồi mình cũng cho nó rất bình của AES này. Sau đó mọi người nhập username Twitter của mình này. Rồi mọi người nhập username Telegram của mình. Rồi sau đó mọi người rồi sau đó mọi người quay trở lại về trang cá nhân Twitter của mình ạ. Mọi người copy bè bạn bè mình để gắn thẻ khi review bài bóp của dự án này ạ. Chết khá là kỹ. Mọi người copy vào nè. À đúng, mọi người phải nhớ mình gắn thẻ bên của bạn nào thì phải copy bên của bạn ra, không được gắn thẻ vừa. Đấy à. Chưa đúng form ha. Rồi sau đó mọi người gửi địa chỉ ví Matic. Địa chỉ ví mạng Matic. Nhưng mà
dùng ví MetaMask hả, cháu lấy là mẹ Polygon Master. Rồi sau đó mọi người clip về nhập điểm sách trắng à. Rồi video của mình đến đây kết thúc, hẹn gặp mọi người những video tiếp theo. Mọi người nhớ like và subscribe ủng hộ kênh mình ạ.